Ngôi làng heo tim thân yêu của mình bây giờ chúng như trở thành những ngôi nhà bỏ hoang vậy. Ngôi làng chỉ có zombie khắp nơi. Và đó là sự thật. Bạn xem này, ngày đầu tiên mình chỉ nghĩ chúng chỉ là những con zombie bình thường, ngu ngốc và chậm chạp, thậm chí nó còn không thấy mình nữa. Đây là ngày thứ hai, mình cảm thấy chúng có rất là nhiều điều bất thường. Và chúng có thể sống dưới ánh nắng mặt trời. Đây là ngày chúng càng ngày càng mạnh và chúng càng ngày càng đông. Và mắt của chúng phát sáng vào ban đêm. Và đây là ngày thứ 50, chúng đã đánh được mùi của mình. Và chúng... Tại sao chúng có thể... Không! Ôi, trời đất ơi, tự nhiên vô đây cái nằm ngủ luôn. Cái gì kỳ trời. Hả? Ủa, tại sao làng heo tiêu của mình lại có nhiều cây vậy? Mình nhớ thường làm gì có đâu ta. Chắc vì mình về nhà thôi. Ủa, cái gì đây? Tại sao cái... là heo tim của mình? What the? Tiểu gì vậy? Nhà của Cam ơi, đây là heo tim của mình mà. Nè, mọi người ơi, tại sao mày lại ở đây chứ? Không được khóc, Jimmy. Mày không được khóc, bây giờ mày phải bình tĩnh. Mình rốt cuộc mình cũng không biết chuyện đang xảy ra với gọi là heo tim nữa. Chắc mình nghĩ mình nên đi xung quanh ở đây vậy. Chết thật sự. Ghê quá. Lúc đó mình đã quyết định đi từng nhà để kiếm mọi người trong làng Hero Team. Và mình đã đi từng ngôi nhà, từng ngóc ngách. Và kết quả mọi người biến mất hết trơn. Trời đất ơi. Quá là xui xẻo luôn. Tại sao không có ai để hết trơn vậy trời? Không biết mọi người ở đâu nữa. What the... cái gì đây? Tại sao lại là zombie? Ôi, đâu? Mình mới chạy được. Tại sao tụi nó lại nhiều đến như vậy chứ? Chết rồi. Mình mới chạy được. Ủa, tại sao tụi này ở khắp nơi vậy? Trời ơi. Không được. Bây giờ mình phải kiếm chỗ nào để trốn mới được. Trời ơi, chết rồi. Ôi, tụi này mà còn đuổi theo mình hả? Sao dai dữ vậy? Khoan, tại sao tụi này lại không chết ở dưới ánh nắng mặt trời chứ? Zombie không sống dưới ánh nắng mặt trời mà. Ôi, tụi này có lên đây được không vậy? À, tụi này lên được hả? Ôi, chết thật sự. Ôi, có cái chết hả? Có một cái điều. Mình phải ngăn chặn tụi này được. Ok. Tránh ra. Ôi, đông quá. Ui, ra. Ui, tụi nó ở đâu vậy? Đáng sợ quá. Mình phải chạy đi mới được. Mọi người ơi, đã ở đâu vậy? Dù zombie khá là đông, nhưng khá là may mắn mình có thể đánh được chúng. Nè, đánh người nè. Giờ bắt nàng ta hả? Không có gì đâu. Cuối cùng cũng tiêu diệt xong lũ zombie. Sao chúng lại mạnh đến như vậy chứ? Và tại sao nó không ở chết dưới ánh nắng mặt trời nữa? Mình nghĩ chắc bây giờ mình phải đi kiếm thêm mọi thức ăn mới được. Mình đói quá. Ơ, đây là ngôi nhà của mình nè. Ghê quá à. Để mình coi. Trời đất ơi, ủa cái gì đây? Mình coi thử coi. Có cả súng nè. Yes, ok, có cả đồ ăn và có cả đồ để đánh zombie nữa. Ok, được rồi. Vậy vận dụng hết tất cả những thứ này để mình có thể chống lại lũ zombie được. Ok, súng. Đạp đạn vô. Ok. Bây giờ mình đã có súng trên tay rồi, nhất định mình sẽ không còn sợ lũ zombie nữa. Ok, mình nghĩ mình sẽ súng tạm ở đây vậy. Ok, mong mọi chuyện sẽ ổn. Trời ơi, đáng sợ quá. Và thế là màn đêm cứ buông xuống, bao trùm cả làng Hero Team và lũ zombie vẫn lảng vảng quanh đó. Ok, và tên zombie đâu rồi? Zombie. Hey. Và thế là xong con zombie thứ 100. Ôi.
Trời ơi, mình không ngờ chỉ mới mấy ngày sinh tồn thì mình cũng đã làm quen được với cái thế giới đại zombie này rồi các bạn ơi. Ồ, thật ra mình cũng kiếm được nhiều đồ ăn phết chứ được. Ok, thế hôm nay là ấm no rồi. Ui, ui, ui. Ok, ok. Và chặn đường lại. Ui. Rồi. Ok, thế là chắc là được rồi. Trời ơi, chắc bây giờ mình phải đi ngủ thôi. Hả? Cái tiếng gì vậy? Đừng nói là zombie lại đột nhập vô nhà mình nữa nha. Chết rồi. Không sao, không sao, Simi bình tĩnh. Mày có thể làm được. Không sao, mấy con zombie này chỉ là mấy con zombie yếu thôi. Nhưng mà nếu nó vào đây và đột nhập vào đường nhà của mình thì mình cũng sợ rồi cơ. Zombie, ngươi đang ở đâu hả? Ủa? Sam? Ủa, em cũng bị lạc ở đây nè. Ủa, mà chị bị lạc ở đây vào lúc nào vậy? Hả? Trời đất ơi, chị bị lạc vào đây chỉ vì chị mua cánh cổng của chị thôi. Chị chỉ mua một cánh cổng sinh tồn thế giới thật, xong cuối cùng nó vào đây luôn. Và chị cũng đã trở về thế giới thật luôn á. Chị từ cánh cổng chị mua. Chắc chắn là có người nào đó đang đứng sau vụ này. Chắc chắn luôn, có nghĩa đây là lỗ hổng thời gian, hiểu không? Chắc chắn luôn á. Lỗ hổng thời gian á. À, tôi không sao, có sao, em mừng lắm rồi. À sao, đây, em giới thiệu có sao. Đây, đó. Trong quá trình mà em đã bị gọi là thất lạc gọi là gì trong cái thế giới này, em đã trang hành gọi là trong ngôi nhà em hơi bị hấp dẫn luôn. Đây. Ồ, hay vậy, trời ơi. Ôi, đẹp dữ vậy hô. Wow, xịn dữ ta. Trời ơi, em cũng đẹp dữ. Và đây, Sam, kích vô cái chat này đi. Đó. Đâu, tự nhiên mở đây ra đã. Đây. Đó. Ôi, trời ơi. Ôi, trời nào, có tìm đâu ra vậy? Trời ơi, chị tìm hoài em có luôn á. Ôi, thế à, trời ơi, em à. Sao không nghe tiếng gì không? Lại lũ zombie tiếp rồi. Không sao sao, okay. Cái này để em xử lý. Hey, cái tội này là đuổi là mũi với em thôi. Zombie đâu? Đây, ta xử hết luôn. Nha. Bình tĩnh nha. Em biết, em biết rồi. gì vậy? Trời đất ơi, chị à. Ủa, cái đồ zombie chị kiếm đâu ra vậy? Trời đất ơi. Cảm ơn ngoài kia chứ sao, cái mũi rất là tiện lợi. Ví dụ như chị bị zombie rượt cái đeo này vào đó, zombie sao biết được chị đúng không? Trời đất ơi, được cái đầu còn cái thân da người à. Em nói chị nghe, cái lũ zombie này hơi bị thông minh luôn. Em đứng ở trên cao mà nó còn bắt lóc, nó còn lên đánh em cho bằng được ấy. Trời ơi, zombie bắt lóc được luôn hả? Ừ. Cái gì vậy? Nó ghê lắm. Trời ơi, tụi này không phải là zombie bình thường đâu. Em nghĩ lũ zombie này có vẻ đã nhiễm một cái loại virus nào đấy nên chúng. Ui, tại sao cái thế giới nó kinh dị dữ vậy? Nhức đầu cái là có tiếng nổ rồi, sợ thật sự ấy. Theo em nghĩ có vẻ gọi là trong cái làng Healthy mà chắc chắn sẽ có rất là nhiều vật phẩm khác nên tụi mình phải là cố gắng kiếm thêm thức ăn và gọi là súng nữa sao mà. Đúng rồi, đó là điều gì đó tất yếu của việc sinh tồn. Bây giờ tụi mình phải sinh tồn là gì đó thật là tốt mọi Khoan, người ơi. Nếu mà em kiếm được chị thì em nghĩ chắc chắn những thành viên của Hell Team khác cũng đang ở đây á Sam. Hình như là vậy á. Đúng rồi, bây giờ tụi mình cứ đi tìm những vật phẩm gọi là ưu tiên cho việc sinh tồn hay gì. Ok, để mình coi. Ồ, có 3 quả táo nè. Sam chị lấy 3 quả táo đi, em có nhiều thức ăn lắm luôn á. Rồi ok, lấy hết cho. Trời ơi, đồ ba lấy sạch luôn. Ôi, nhà của anh Rô nhìn nát quá trời của đất luôn á. Ok. Hồi nãy trừ em sao toàn tiếng nổ hết trơn ghê quá à. Để coi. Ồ, ở đây có súng lục nè. Sam, chị có súng lục chứ, chị lấy đi, em có súng lục rồi nè. Đấy, ok. Rồi, ok, và sẽ đi qua đây tiếp nè. Ui, tại sao mấy cái tơ vậy nó lại ở đây vậy? À, ghê quá à. Dạ. Em bị bắt kẹt trên đây luôn á. Rồi, ok, cẩn thận nha Sam. Hey. Trời đất ơi, tôi không ngờ có một ngày mà tôi với Sammy lại chứng kiến cái làng hay tim nó nát tàn như vậy á mọi người. Đau khổ thật sự chứ. Đây, ok. Ui, cái gì á? Tụi mình nghe tiếng con gì kêu ghê trời. Trời ơi nhà. Tiếng kêu đó. Cái chest này không có gì hết trơn á. Để coi.
À, lại không có gì chừng. Ê, đây là nhà Phong Cận này sao? Qua nhà Phong Cận coi thử có gì không? Hay. Rồi. Ê, lo ghê, không biết ông Phong bị gì không trời. Hai ông này có bị gì không ta? Tao không bị gì biết nữa. Ồ, ở đây, có cả đồ ăn Nhật Bản luôn hả? Bơm nghe gì không Sim? Nghe ghê vậy? Từ giờ zombie nó vậy sao chị? Sao nghe cái tiếng nó đi nó to vậy? Người khổng lồ á. Em có biết, em có biết thử. Cái tiếng gì vậy ta? Gần đây lắm nè. Em coi thử. Cái hậu giác nè. Sau khi nghe những tiếng động kỳ lạ, mình và Sam đã quyết định đi kiếm chúng. Nhưng kết quả là tụi mình không thấy gì cả. Chắc có lẽ là do mình tưởng tượng. Ủa mà không biết là chỗ này như thế nào vậy Sam nhỉ? Hả? Sam ơi! Sam! Cái gì? Trời, mới đi xíu mà lạc Sam mất tiêu rồi. Trời đất ơi, khổ ghê á. Sam ơi! Chị đâu rồi? Sam ơi, đừng có bỏ em ở đây nha. What the? Ủa, có một con zombie. Hết đạn. Chết rồi, chết rồi. Không, cứu, cứu. Sam, cứu. Em làm gì, em nhắm gì vậy bà Sim? Ủa, Sam. Trời đất ơi. Ủa, tại sao chị đây? À Sam, hồi nãy có con zombie đuổi theo em sợ quá trời ơi đất luôn á. Zombie nào? Trời đất ơi, em tưởng tượng hả? Có chị mình với em thôi mà. Ủa? Con zombie? Tức là hồi nãy tôi tưởng tượng mọi người. Chắc em tưởng tượng. Bình tĩnh thôi. Khoan, Sam, chị đứng yên cho em coi. Đứng yên. Ủa, tại sao sau lưng chị lại có một vết cào vậy? Hả? Nè. Sau lưng chị hả? Trời đất ơi, chị quên. Lúc đó chị đang leo núi để chị lấy đồ ấy, chị bị té. Sao cái thương này cũng nhỏ mà, cái gì đâu. Trời đất ơi, cái vết thương nó to ơi là to thôi. Bây giờ tụi mình về nhà, tụi mình móc một vết thương đi ra, được không? Không sao, bây giờ em cứ về nhà trước đi. Bây giờ em về lại. Thôi, vậy, tụi mình dắt còi. Đi nè. Rồi, đi. Trời ơi, đây, để em về băng bỏ cái này xong mà. Nè. Ta-da, tí chưa, em giỏi chưa. Cảm ơn nha. Trời ơi, ghê dữ, biết băng bỏ luôn, dữ thần trời vậy. Trời ơi, em là y tá của Healthy mà. Mà sau này Sam nhớ cẩn thận nha. Đi đâu phải theo sát em nha, chứ không kịp bị zombie cắn em cũng biết làm sao nữa. Trời ơi, chị biết rồi, đừng có lo mà. Trời đất ơi, chị gọi là sẽ sinh tồn đến gọi là cuối chặng đường cùng em luôn. Thôi bây giờ chị ra xong vậy là ít nước cho em uống nha. Trời ơi, trong nhà nhiều khác quá. Ủa, giờ hả? Cũng được, nhưng mà nhớ không? Nhưng mà nhớ về sớm nha, giờ này cũng sắp zombie về á. Không sao, chị về sớm mà, được không? Rồi, em biết rồi. Thôi, đây, em có vũ khí cho chị nè. Đây, nhớ cầm này đi nha. Ok, cảm ơn em nha. Rồi, bye. Về sớm mà. Rồi, nhớ nha. Ta-da. Hả? Bye nha. Bye. Trời ơi, nói gì ngại ngùng dữ rồi trời. Na. Và bạn biết không, đó là lần cuối mà mình gặp được Sammy. Sammy à, không biết bây giờ chị đang ở đâu. Còn em vẫn đang đợi chị ở đây. Em nhớ chị.